Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh San thì đến quay các anh cưa cốc. Cái cốc này rất là to cả nhà. Chủ nhà chặt nó chết, nhưng mà nó không chết, nó còn tươi xanh luôn. Cái cốc này nằm sát cái đường đi. Bên đây là cái dốc cầu. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh San sẽ leo lên cưa cốc này như thế nào nha. Ngoài đây có nhiều đường dây điện. Chắc anh Sang sẽ leo lên cây xoài để qua cái cốc nha. Cốc bự thiệt chứ. Nhánh cây mỡ nó cưa nhánh cốc đứng bên đây.
Em sang đu lên trên cái nhánh trên.
buộc cái máy lớn lên cưa cho nó giá nó còn thân cốc à. Phần này cái máy được cưa không giáp nha. Cưa chừng khoảng một đoạn nữa là bắt đầu xuống đổ gốc luôn được rồi. Cái máy đục của con sa cũng treo lên trên cái đọt cái cây xài. Sang xe bột ghe xuống hạ luôn phần gốc. Mình sẽ bắt đầu chuyển máy cưa xuống. Sang leo qua bên cây xoài. Trở xuống là từ lúc nãy leo lên rồi sao xuống vậy á. Bắt cưa nãy cái nhánh nó gài xuống luôn cả nhà. Cho nó giống như làm cái cột điện vậy đó. Cây cốc quá to. Anh kia cũng đã mở miệng rồi, giờ anh kia nhắm hướng cho nó ngã nha, chính xác.
đang rớt xuống như mấy gạch nên kêu anh Kiệt buộc gốc con níu cho cây xài nó chắc hơn, xiết vô. Kiệt làm biết mà, không cần phải buộc cái cọng dây như vậy đâu, vì nó nặng nó không có gì tăng lên đâu, cái gốc nó nặng nó không có tăng lên đâu. Tại vì tôi dám hứa chính xác cái là hai lần ở đây nó hơi sâu xuống một chút, nó không có tăng đâu. Cái cốc thì nó không có nào làm dáng được cả nhà. Anh Sang nhìn cũng hoàn thành xong cái cốc cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video này. Tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà những video mới tiếp theo.